Đâu hai chào các anh em, chào các bạn. Lâu lâu mới ra cái gì ở vườn ao vườn chơi, là một người thân trong làng của mình. Đấy, đây là dàn khí bờ ao ạ nhá. Ui nhiều cây lắm ạ, mười mấy cây này toàn bờ ao, quả to chà bá luôn. Đâu rồi, to cho cành nha, vai ây à, vai cái cành này chọc mặt rồi ây, cái cành cây khốn kiếp này, không để ý coi không biết làm sao không. Ui hồi xước xước rồi, đau quá. Cẩn thận rơi điện thoại xuống ao này là mất luôn đấy các bạn ạ. Quả to không các bạn, anh ăn tay mình nhìn nhá. Ây, nó to gần bằng bàn tay bạn, nhưng quả này còn to hơn phải không, phải bị chim ăn. Mình không biết là ngọt hay là chua nhưng mà thôi, nhiều lắm cây nha. Ảnh đau quá. Đây các bạn, chùm này đúng không, hỏi chùm này phải 5 hay 7 quả ấy. À, rồi. Không, mình không hiểu lắm về cái loài khế này, nhưng mà cái gốc của nó chỉ có một tí tí thôi nhá, nó bám một lửa vào đất rồi nhá, còn đâu là một lửa nó ngâm trong nước hết vẫn sống á. Này đây, khéo mình đạp một phát thì nó bay ở cây ấy. Đây nghe, ảo thật đấy, nó như kiểu gần lở lở rồi các bạn ạ, nhưng mà có vẻ không thể bị sụp đâu. Cái này nhiều quả phết, ở ngoài ra xa nhưng mà mới có gọi nắm quả các bạn này. Ok, hai cái này hơi cùi con, hơi bé đấy. Từ cầm cho chắc điện thoại này, cái rễ của nó bao giờ cũng thế các bạn ạ, ấy toàn kiểu một lửa lửa là ngâm dưới nước nha, hết vẫn sống được, ảo diệu thật. Bên hàng xóm mình có một cây nhưng mà nó trông hẳn chết cạn cơ. Đấy, cây này chỉ phải đến 2/3 ngâm trong nước rồi, nhưng chắc là sắp đết chết rồi đúng không, ngâm hết là chết. Đấy, cây nữa. Đấy, cây này trên cạn hẳn rồi, cây này, nhưng mà không có quả mấy nhỉ. À đây cũng có quả mà hơi ít. Đấy, mấy cái này bé lướt lướt nhanh nhá, mấy cái này bé quá. Đoạn đầu mấy cái to các bạn. Đấy, cái bé mà nhiều quả ấy. Đây là quả cầu khỉ tự chế các anh em nhé. Rồi, ông chủ đang ngồi uống nước trong nhà nhé. Ấy chà, bạn nào mà cần mua gà ăn Tết giá rẻ có thể liên hệ với chủ nhà vườn trại này các bạn nhé. Ấy ở Hà Nội các bạn ạ. Ôi, cây này cây sung xuê nhất của mình thấy đấy. Nhưng mà hình như là càng sung xuê càng không có quả hay sao ấy. Nó nuôi lá với cành với lá hết hay sao ấy. Nó mỗi một hai quả này. Không có quả to mấy. Ê, cây này mới gọi vừa nhiều cành lá mà vừa nhiều quả. Ê, ngoài xa xa kia gọi là nhiều quả các bạn ạ. Không biết chua hay ngọt nhỉ, thử quả nhá. Thử quả nhá, phạt trộn quả ăn xem thế nào nhá. Ui xuống gió đây, vãi thật. Nhưng mà quả kinh nghiệm của mình là quả nào mà có sâu nhá là thế nào ăn ngon. Mình sẽ vứt con sâu ở đi và mình chén quả này cho anh em xem nhá. Để kẹp cái điện thoại này đi cho các chơi. Lấy cái gì lau bây giờ? Phải lau vào áo ấy. Lau vào quần, lau vào áo ấy các bạn ạ. Ăn giống kiểu ăn ngày xưa nhé. Rồi, lau vào quần các bạn ạ. Nói chung là nó cũng không được vệ sinh 100% đâu, nhưng mà không sao. Không có thuốc sâu nên là so với mấy cái đồ không rõ xuất xứ ở ngoài chợ hoặc là đống thùng kiểu Trung Quốc còn nó gọi là còn sạch chát. Từ này mình quay mình để im máy ảnh các bạn nhé, để mình lau á, lấy áo lau nó mới sạch nhỉ. Nhà hôm mình anh mình ra mua gà các bạn, đang đi mua gà, anh mình vào uống nước này mình tranh tí. quay máy ảnh sau chả biết chất lượng ở nhà đâu các bạn nhé. Rồi để nó xem ở nhà các bạn nhé. Ây chà chà, đâu à, hy vọng là ngọt nhá. Mình về cơ bản là mình không biết ăn chua các bạn ạ. Bởi ngọt thì ăn được chứ bởi chua thì chịu.
Đấy, hy vọng quả ngọt nhá. À. Thấy ngọt các bạn. Ừ, may ăn được. Ừ, ngay mà chưa được. Mỗi lần cho mua gài làm vài bạc khí ấy được. Được được được. Được được các bạn. Đấy, kinh nghiệm của anh em nhé. Là cứ là quả nào sâu được ăn trước rồi mình ăn sau các bạn nhé. Đảm bảo các bạn nó ngon. Bao giờ cũng thế. Vì sâu khẩu vị của khôn đó các bạn. Đó, ăn giống nào thế thôi. Kể bất kỳ quả gì luôn. Cứ sâu ăn trước là mình ăn sau là kiểu gì ngọt. Ngon. Được 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 được. Ngọt chịu. Ừ. Đó. Nhưng mà phải quả chín rồi, vàng ấy mà chín rồi nhá. Mình hơi nhiều kinh nghiệm nhưng mà nói chung mà cũng da gì chập phết ấy. Còn mấy quả xanh xanh này chỉ nấu canh thôi. Mà thực tế nấu canh khế ngọt này cũng không ngon đấy các bạn ạ. Riêng cái giống khế này phải phải thấy chua nấu canh mới ngon. Chứ khế ngọt thì nấu canh không ngon. Nghe bé quá. Ông ấy trầu cả sầu riêng. À mít này. Nhưng mà chưa đến mua được vạch. À mình nhờ. Mít bây giờ có những cái giống mít. À thật đấy. Các bạn nhìn cây bé tí mà vật đã có quả rồi nhá. Cây này cao ngang hơn mình một tí. Cây này chắc chỉ cao tầm 2 mét. Thế mà đã có quả rồi này. Ảo thật. Đoạn đầu này mới có mấy cái khế mới kinh. Mấy cái to nhất phải ở đầu à. Đây các bạn này. Hay là quả mẹ kinh nhỉ các bạn. Có một xíu một quả chi chít này. Mà mấy quả này đều dài hết rồi bạn nhá. Vàng khe rồi. Thôi, thủ ra rồi. Mình phi tăng, tăng vật đấy. Đây là. Ui, quả phải ngon lắm rồi. Nhưng mà sâu rồi ăn gần hết rồi. Thôi. Ăn nghịch cho vui nhưng về ăn. Đây, chủ vườn đấy các bạn nhé. Bạn nào mua gà liên hệ. Đây, cây này mà cây hoành tráng nhất mình thấy bạn. Quả sai chi chít rồi. Nhìn trông thích vãi đúng không? Đây, chuồng gà. Đấy, chuồng gà. Đây nữa. Đây không? Cây là kiểu quay lén các bạn nhé. Ừ. Ây chà, né nào. Hội này chắc là gà chiến. Bên trong là bồ câu đây nhỉ. Là bồ câu bên trong nhỉ. Kia còn có con gà chân to để giống. Ao, không biết có cá không các bạn. Bây giờ có thả cá không hả bố? Có các bác. Thả. Đấy, cá. Thôi nhá, chào các anh em nhá, mình đi bắt gà đây.